trong một động thái được xem là đã đẩy lùi được cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng tại Ai Cập. Ngày 8 tháng 12, Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã ban hành tuyên bố hiến pháp mới và điều khoản đầu tiên trong đó là hủy tuyên bố hiến pháp ban hành ngày 22 tháng 11 vừa qua. Những quyết định này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Morsi và các nhân vật chính trị trong nước và chỉ vài giờ sau khi quân đội Ai Cập kêu gọi đối thoại nhằm tránh cuộc khủng hoảng hiện nay diễn biến tồi tệ hơn. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, động thái này của Tổng thống Morsi vẫn chưa thể xoa dịu được tình hình đang căng thẳng tại Ai Cập. Tình trạng đối đầu giữa Tổng thống Morsi và phe đối lập không chỉ gây bất lợi cho cả hai, mà có nguy cơ đẩy quốc gia với hơn 90 triệu dân rơi trở lại vòng xoáy khủng hoảng. Quyết định ban hành hiến pháp mới của Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã mang lại nguy cơ đẩy quốc gia kim tự tháp trở lại thời kỳ bất ổn khi làn sóng biểu tình chống ông Morsi ngày một dâng cao. Kể từ ngày 22 tháng 11 đến nay, Tổng thống Morsi liên tục phải đối mặt với làn sóng phản đối rầm rộ trong nước, mà đi đầu là các thẩm phán. Đây là những đối tượng chịu tác động mạnh mẽ nhất trong quyết định ban hành hiến pháp mới. Cuối cùng, Tổng thống Ai Cập đã phải nhượng bộ phe chống đối trong cuộc đối đầu về bản tuyên bố hiến pháp gây tranh cãi mà ông ban hành hôm 22 tháng 11. Trong tuyên bố hiến pháp được ông Morsi ban hành hôm 8 tháng 12, điều khoản đầu tiên của nó chính là hủy văn kiện cũ. Nội dung văn kiện mới này còn phát thảo những bước đi cho việc thành lập một hội đồng lập hiến để soạn thảo hiến pháp mới trong trường hợp bản dự thảo hiến pháp hiện nay bị bác bỏ trong cuộc trưng cầu dân ý dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 12. Ngoài ra, phe đối lập được mời đóng góp nội dung cho dự thảo hiến pháp mới. Tổng thống mời các đại diện của lực lượng chính trị không có mặt vào ngày 8 tháng 12 ra ý kiến trong việc sửa đổi bản dự thảo hiến pháp. Đây là lần mời cho những sửa đổi mà sẽ được ký trong những văn bản riêng biệt giữa Tổng thống và các lực lượng chính trị liên quan đến những sửa đổi trong phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới căn cứ theo điều khoản 218 và 219 trong hiến pháp. Có thể thấy, việc soạn thảo hiến pháp mới là một trong những nguyên nhân của khủng hoảng tại Ai Cập. Hai vấn đề then chốt của các cuộc biểu tình kéo dài nhiều ngày qua chống ông Morsi là sắc lệnh và cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo sửa đổi hiến pháp. Sắc lệnh ban hành ngày 22 tháng 11 vừa qua khiến ông Morsi bị chỉ trích là kẻ độc tài, muốn thâu tóm quyền lực khi không cho phép các cơ quan tư pháp xem xét hay hủy bỏ các quyết định do ông đưa ra. Thêm nữa, ngày 22 tháng 11, ông Morsi lại đổ dầu vào lửa khi ra sắc lệnh quy định cơ quan tư pháp không có quyền giải tán hội đồng này và không được can thiệp vào mọi quyết định do Tổng thống ban hành cho đến khi hiến pháp mới được thông qua. Ngay sau đó, hàng loạt cuộc biểu tình quy mô lớn nổ ra trên toàn quốc để phản đối ông Morsi thâu tóm quyền lực và hành xử độc tài. Tình hình trở nên căng thẳng khi các lực lượng Hồi giáo cũng xuống đường rầm rộ để ủng hộ Tổng thống. Thủ đô Cairo những ngày qua như bị chia làm đôi và xô xát xảy ra với mức độ bạo động tăng dần. Đỉnh điểm là vụ đụng độ ngày 5 tháng 12, ngay khu vực quanh dinh Tổng thống làm 7 người thiệt mạng và hơn 600 người bị thương. Trong khi đó, giới quân sự Ai Cập đã cảnh báo ông Morsi và phe đối lập phải tiến hành đối thoại, nếu không quân đội sẽ thực hiện các biện pháp ngăn chặn thảm họa bất đồng giữa hai bên đang khiến tình hình đất nước xấu đi. Đây là động thái đầu tiên của quân đội Ai Cập kể từ khi bùng phát làn sóng biểu tình phản đối tuyên bố hiến pháp của ông Morsi trong 2 tuần qua. Tuyên bố trên của quân đội Ai Cập gây nhiều hoài nghi về khả năng liệu giới chức quân sự nước này có muốn nhúng tay vào việc điều hành một đất nước đang bị những bất đồng và bất ổn chính trị chia rẽ hay không. Phải thừa nhận rằng, tuyên bố hiến pháp của Tổng thống Morsi có nhiều điểm sáng tích cực như yêu cầu truy tố các quan chức tham nhũng hay liên quan tới các cuộc đàn áp người biểu tình trong làn sóng nổi dậy, lật đổ chế độ cũ hồi năm ngoái. Tuyên bố này còn nhằm bảo đảm quá trình soạn thảo hiến pháp mới của Ai Cập trước những bất đồng nội bộ gây cản trở tiến trình này. Tổng thống Morsi khẳng định tuyên bố hiến pháp chỉ là tạm thời và sẽ vô hiệu lực sau khi Ai Cập có hiến pháp mới. Nhưng đối với phe đối lập, bằng việc đưa ra tuyên bố này, Tổng thống Morsi đã trao thêm cho mình quyền miễn nhiệm trước sự giám sát và kiểm soát quyền lực của ngành tư pháp, trao cho ông quyền lãnh đạo tối cao ở xứ sở kim tự tháp, biến ông trở thành kẻ độc tài trong mắt phe đối lập. Một kết quả của thăm dò dư luận qua điện thoại do Trung tâm Nghiên cứu Dư luận của Ai Cập Basra tiến hành cho biết, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Morsi đã sụt giảm mạnh, từ mức 79% xuống còn 57% sau 100 ngày nhậm chức. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ đã tăng từ 15% trong cuộc thăm dò dư luận cách đây 2 tháng lên mức 33%. Vấp phải làn sóng phản đối quyết liệt, Tổng thống Mohamed Morsi đã quyết định lùi một bước để giảm áp lực của cuộc khủng hoảng chính trị xã hội kéo dài gần 3 tuần nay. Đồng thời, theo nhiều người dân Ai Cập,
việc ra sắc lệnh của Tổng thống Morsi trong thời điểm này là chưa thích hợp trong bối cảnh Ai Cập vẫn còn đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng. Còn đối với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ, cách Tổng thống Morsi xử lý tình thế đối đầu hiện nay với ngành tòa án và phe đối lập có ý nghĩa rất quan trọng. Cho dù ông Morsi chứng tỏ là một nhà cải cách hay là một nhà lãnh đạo chuyên quyền, thì ông vẫn đóng vai trò quyết định trong triển vọng hòa bình với Israel, số phận của nền dân chủ ở Trung Đông và sự cân bằng quyền lực trong khu vực bất ổn này. Theo nhiều chuyên gia, động thái của Tổng thống Morsi chỉ là giải pháp xoa dịu tạm thời lòng dân. Ông Morsi chưa thật sự làm thỏa mãn những yêu cầu của phong trào đối lập. Bởi trên thực tế, ông Morsi vẫn quyết định tổ chức trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp gây tranh cãi vào ngày 15 tháng 12 sắp tới. Một động thái được cho là kêu gọi sự ủng hộ đối với dự thảo vừa được rút lại. Bất chấp việc hủy bỏ sắc lệnh, những tác động của nó trên đường phố Cairo vẫn chưa chấm dứt khi phe đối lập kêu gọi người dân xuống đường phản đối dự thảo hiến pháp. Hiện đa số người biểu tình ủng hộ phe đối lập cho rằng họ không hài lòng trước tuyên bố mới của Tổng thống Morsi. Yêu cầu của người dân là phải đáp ứng hai điều kiện, hủy bỏ bản tuyên bố hiến pháp, thứ hai là phải hoãn cuộc trưng cầu ý dân. Cuộc trưng cầu ý dân phải được hoãn lại cho đến khi một thỏa thuận hiến pháp mới đạt được. Trước đó, chiều ngày 8 tháng 12, hơn 40 đại diện các lực lượng chính trị và chuyên gia pháp lý Ai Cập tham gia cuộc đối thoại dân tộc kéo dài gần 9 giờ. Tuy nhiên, phần lớn các lực lượng chính trị đối lập đã tẩy chay cuộc đối thoại. Trong bối cảnh biểu tình và căng thẳng tiếp tục leo thang, quân đội Ai Cập vẫn dõi theo chặt chẽ tình hình, nhưng chưa có hành động mạnh nào. Đây cũng là hành động báo hiệu việc quân đội sẽ lại can dự vào cuộc xung đột chính trị tại Ai Cập. Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế và giới đầu tư cảnh báo, tình hình bất ổn chính trị hiện nay có thể gây tổn hại cho nền kinh tế Ai Cập và cho rằng nền kinh tế mong manh của nước này sẽ không đủ sức chịu đựng những hậu quả của các cuộc biểu tình và các sự kiện gần đây. Tình trạng bất ổn có thể sẽ khiến các doanh nghiệp nước ngoài ngừng đầu tư, trong khi các công ty vận tải biển, hàng không và bảo hiểm hàng không tăng phí dịch vụ để bù đắp những rủi ro kinh doanh tại Ai Cập.